nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính chào hết toàn thể chư huynh đệ chư quyến thuộc gần xa kính mến <laughs> à, như thường lệ thì giờ này là sáng thứ bảy ở Việt Nam à, giờ này toàn thể những huynh đệ thích học nghe giáo nghĩa đại thừa thì mình gặp nhau giờ này là 6 giờ sáng tại Việt Nam à, thưa chú Vinh đệ là tiếp tục cái chương trình là hôm nay mình học kỳ thứ à, 51 về à, gọi là chứng đạo ca giảng trạch tân tu hôm nay là mình học kỳ thứ 51 để cho các huynh đệ được vào đầy đủ tôi với tư cách là một vị tu sĩ một vị thầy hướng dẫn đạo tôi có lời chia sẻ với đại chúng là thời gian gần đây nó nhiều cái việc lùm xùm liên quan đến phật giáo mà trong mới mẻ nhất là cái việc mà hữu cốt di ảnh tại chùa Kỳ Quang 2 ở tại Gò Vấp Sài Gòn. Thật ra tôi cũng có nhiều lần ngồi đàm đạo chia sẻ với vài vị đạo hữu. Tôi cũng có nhắc vấn đề này. Thật sự tôi cũng có một phần cơ hiềm không riêng vì chùa Kỳ Quang mà cũng nhiều chùa khác cũng có để cho Phật tử gửi cốt, gửi di ảnh của người thân. Thì thật ra thì với cái vai trò của một người tu, tu sĩ của Phật giáo thì có những việc tôi cũng phải xen dự vào để tôi nói nó để gọi là trấn an à, quý phật tử cái gì các vị à, để thôi các vị xôn xao à thầy làm sao thầy không nghe được cái thời buổi ngày nay là thời buổi 4.0 thì làm sao thầy thiện tài không nghe được sợ quý vị quan hệ quý vị quan niệm như vậy cho nên có lúc tôi phải nói à, tôi nói đây là tại vì tôi nói đúng cái vai trò cái 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 việc của của người tu sĩ. Riêng các Phật tử là cư sĩ thì những ai là huynh đệ, là học trò quyến thuộc học đạo với tôi. Thì theo cái nghĩ của tôi thì huynh đệ chúng ta hãy bình tâm trước mọi việc. Mà người thế gian họ có nói câu đó là quan có đầu, nợ có chủ. <laughs> có nghĩa là thôi mình à, nếu như các vị nào mà đang nghe giảng ở trong cái nhóm huynh đệ mình đây nè mà nếu có có thân nhân gửi thân nhân gửi hữu cốt gửi di ảnh ở trong đó thì à, tôi không dám biết kiến chi còn nếu như các vị không có liên quan gì tới đó thì tôi xin một việc <laughs> là quan có đầu nợ có chủ nó không dính liếu tới mình thôi mình không cần bàn luận làm gì còn tôi nhắc lại sở dĩ tôi có nói vài lần tôi nói chuyện là tại vì tôi là một tu sĩ thì có những việc tôi phải nói lên để có một chút phần nào đó gọi là trấn an trấn an cho 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 chư huynh đệ cái chuyện lùm xùm đó thì cái vai trò cái trách nhiệm cái việc của tôi phải nói trấn an. Còn các vị là Phật tử, nó không liên quan tới mình. Thôi mình không nên tạo cái quan khuất làm gì. Mình cũng không binh vực, mà mình cũng không phí nhổ chỉ trích để dạy cho các vị sẽ an tâm. Bởi khi các vị binh vực, các vị cũng phải động cái não suy nghĩ cách này cách khác để mà có lời binh vực. Các vị khi các vị chỉ trích thì các vị phải so đo tính toán cách này cách khác để chỉ trích. Hai cái đều làm cho cái tâm mình nó bời bời suy nghĩ. Cho nên tôi nhắc nhở một lần nữa tất cả quân đệ chúng ta không có chuyện gì phải bận tâm. Quan có đầu, nợ có chủ. <laughs> tôi xin nhắc rõ ràng cái câu nói đó cái cuộc đời này không có cái gì mà tự nhiên của nó hết. Dầu vạn pháp bình thường hay học đạo liễu nghĩa thì gọi là cái tính y nhiên. Cái tính thì y nhiên. Nhưng mà cái thể trạng thì các vị thấy không có gì tự nhiên hết. Nó cũng là ân đền quán trả thù tạc giảng lai. Nó... À, làm thế này thế kia thế nọ nó mới gặp nhau như vậy hết đó chứ vấn đề mà mình không khéo mà mình 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 nhảy vào nếu như mình binh thì nó có trúng không để mình binh mà nếu như mình chỉ trích thì mình có hiểu được hết cái tâm trạng cái hoàn cảnh người ta không để mình chỉ trích như vậy thì kể từ đây tôi xin chia sẻ với đại chúng là thầy trò huynh đệ mình cố gắng. Cái chuyện gì mà mình cảm thấy để cho mình có an lành, có giải thoát, có giác ngộ thì mình xen dự vào. Còn không có đưa lại cái thể tính an lành, giác ngộ thôi, dẹp đi. Nhưng mà các vị cũng đừng đừng nói vậy, hỏi thầy nói vậy, thầy có làm được không? Thưa tôi là lại là một mặt khác. Tôi xin nhắc tôi lại tôi là một mặt khác Tại vì tôi đang đóng một cái vai trò là tu sĩ Cho nên có những cái việc tôi phải cần nói để tôi trấn an Thậm chí các vị cũng biết là có những lúc tôi gọi là phải dương đông kích tay bởi vì cái giai đoạn gần đây cái Phật giáo mình nó xảy ra quá nhiều Mà không riêng gì Phật giáo đâu quý vị Tôn giáo nào cũng vậy bởi vì cái nhu cầu cái xã hội cái thực tại nó làm cho con người thậm chí nó quên cả cái lương tâm lương tri con người chạy theo những cái nhu cầu thực tại mà nó trỗi dậy những cái tham sân si mạng nghi ác kiến không có ngần mé cho nên nảy, sinh ra muôn vàng cái thứ tội lỗi và nó làm cho biết bao nhiêu người phải cuốn hút theo, cộng nghiệp theo. Đó là điều đầu tiên tôi nhắc nhở cho đại chúng vậy. Tất cả với quân đệ tôi nhắc trở lại nếu không dính liếu tới mình, không phải cái trách nhiệm vai trò của mình phải lên tiếng thì mình làm lơ đi. Các huynh đệ nên nhớ một điều rằng Đức Phật có nói là nước biển mênh mông chứ không có chứa tử thi. Cái nước biển nó mênh mông như vậy đó. Nhưng mà nếu có tử thi thì nước biển nó cũng đánh giạt vào bờ. Thì bây giờ với cái lòng từ của Đạo Phật với cái sự mong mỏi của chúng ta trên cái con đường lý tưởng giải thoát giác ngộ thì chúng ta đừng dạy cho cái tử thi nó mục rửa trong tâm thức của ta vì vậy các huynh đệ nhớ rồi mấy hôm nay nó lùm xùm vụ cái chùa ở dưới vĩnh long nào là chứa bạc bài nào là ăn mặn nào là Uh, trai bao gì đó ôi oh, thôi cái nó nhiều việc thật sự cái này không phải bây giờ mới có những cái hình ảnh đưa lên đó thật sự ra là khi tôi ở Việt Nam đã có rồi tôi khẳng định điều đó, đã có rồi mà không phải cái chùa đó mới có <laughs> mà các vị biết tại vì tại vì các huynh đệ nghĩ coi tại gì đâu mà cái giới tu sĩ Phật giáo này nó nói nhiều quá nhiều quá mà người ta gọi là tu đông mà chở thiền dông không đầy tại vì chúng ta ngày nay nó đặt nặng về cái hình thức nghi lễ nhiều quá về cái cái thực trạng tôn giáo nhiều quá cho nên nó không thấy được cái cao sáng của cái triết lý phật giáo cái chân lý phật giáo ai cũng nhảy vô chùa tu được hết ai cũng làm thầy được đầu hôm sớm mai thì các vị thử suy nghĩ đó các vị đâu có nghĩ rằng cái số lượng tăng trốn đông như vậy các vị nghĩ là phước ư xưa không và một cái vườn rau nào các vị thấy nó cũng phải có len lỏi không biết bao nhiêu cái cỏ dại nhiều thứ mà trong đó có những cái thứ cỏ dại nó chằng chịch mà những cái loài cỏ dại đó là cái rễ nó ăn sâu vào dưới đất nó chằng chịch chứ không phải dễ, dễ dàng và điềm báo rằng phật giáo thay vì nó tới cái thời kỳ Phật giáo suy vi thì nó phải từ sau ba năm kể từ khi Đức Phật thị tịch nước bàn nhưng mà tại cái giai đoạn giai đoạn của chúng ta sanh ra đời á, nó nhằm cái kiếp cái kiếp giảm nó nhằm cái kiếp gọi là hoại cho nên nó 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 lẻ làng lắm nó lẻ làng lắm mà các vị muốn làm cho băng hoại cái Phật giáo đó, thì các huynh đệ nhớ ai Đức Thế Tôn đã nói rồi chỉ có sư tử trùng thịt sư tử nhục rồi muốn làm cho băng hoại Phật giáo chỉ có tín đồ Phật giáo mới làm cho băng hoại Phật giáo mà thôi chúng ta không đổ thừa tại ai và tại vì sao hết á? Cuộc đời nó luôn luôn nó có những cái mặt đối lập như vậy. Nhưng mà cái điều kiện mà huynh đệ chúng ta may mắn á, là tôi với các huynh đệ được cái phước một chút đó là giàu mình cuộc đời mình cũng phong ba bảo táp. Nhưng mà mình còn có cái cơ duyên để mình ngồi nhắc nhở với nhau và học những lời thâm thúy của Đức Phật dù rằng ngày nay mình chưa có làm được hoàn thiện như cái lời Đức Phật dạy Nhưng mà cái mai của mình, cái tư tưởng của mình, cái đầu của mình Có cái khái niệm Thế nào là Đạo Phật chân thật Như vậy là mình đã có điều may mắn rồi May mắn hơn nhiều người rồi như vậy tôi xin các quân đệ đừng có dạy dột đặt câu hỏi vì sao và tại sao <laughs> nhớ có cái bài tôi thường mấy nay tôi hay nhắc đi nhắc lại gì nhớ không nhãn bay về biển bắc én ở lại trời nam mùa xuân thì hoa nở mùa thu thì trăng sáng đừng hỏi vì sao và tại sao chỉ còn lại mình ta với ta Nếu như các huynh đệ học kinh đại thừa liễu nghĩa rồi đã các huynh đệ nhớ cái bài này nè. Chư Pháp Tùng Bản Lai thường tự tịch diệt tướng xưng đáo bách hoa khai hoàng quanh đề liễu thượng có nghĩa là gì chư pháp tùng bản lai là các pháp từ xưa cho tới nay thường tự tịch diệt tướng nó thường có cái tánh tịch diệt hết đó. các vị thổi khói lên bầu trời ngung ngút nhưng mà các vị thấy rồi dần dần nó thường tự tịch diệt tướng nó tan biến trong cái bầu vũ trụ bao la nếu như một ngày các vị thải ra không biết bao nhiêu mùi thối của phân của nước tiểu của xác chết tất cả thổi lên trên bầu trời nhưng mà bầu trời không hề nhận lãnh một thứ gì cả hàng ngày khói bay mù mịt lên như vậy nhưng mà bầu hư không không hề nhận một thứ cát bụi nào thành ra huynh đệ chúng ta hứa với nhau có những lúc mình quên mình mình mất cái thăng bằng mình mất cái chánh niệm cho nên mình thấy nào là khổ đau nào là nghịch duyên nào là ác pháp nào thế này nào thế kia nhưng mà cuối cùng mình mình khi mình tỉnh niệm rồi không có cái nào là cái nào chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng Xuân đá bách qua khai hoàng quanh đề liễu thượng Khi mà mùa xuân tới thì tự động trăm hoa đua nở Nhưng có câu Nhất kinh bách bất phiên hàng triệt cốt Nhất kinh bất phiên hàng triệt cốt Trẩm đắc mai hoa phổ tỷ hương Dịch nghĩa là nếu như không có một một phen xương thấm lạnh thì hoa mai không nở ngát mùi hương khi cái tâm mình nó trở về trạng thái tĩnh lặng thì mình nhìn các pháp chỉ là trò chơi của trẻ con đấu đá hơn thua kỳ thị phải quấy đó là trò chơi của trẻ con còn người trí giả chúng ta, người lớn chúng ta nhìn các pháp nó như nhiên, nó vắng lặng. Đó là những điều mà ngày hôm nay kỳ chứng đạo ca thứ 51 này chúng ta học cái đoạn 40. Chân bất lập vọng bổn không hữu vô câu khiển bất không không thập lục không môn nguyên bất trước chức tánh như lai thể tự đồng bài tuyệt vời bài tuyệt vời chân bất lập cái gì gọi là chân mà xưa nay mình đi tu hành là ai cũng nói mình tu để cần cần cầu cái chân chứ gì, cần cầu cái thiện chứ gì, cần cầu cái phải chứ gì, cần cầu cái tốt chứ gì. Nhưng mà nếu như giá như không có cái vọng, không có cái sai, không có cái ác, không có cái xấu thì mình có đặt ra cái khuôn khổ nào để gọi nó là thiện hay không? Ghê chưa? Học đại thừa các gì thấy đã chưa? Nếu như không có cái xấu thì ta không thể quan niệm được, khái niệm được, định nghĩa được, trù tượng được cái nào gọi là tốt. Nếu như không có cái ác thì làm sao ta có cái nào gọi là thiện chứ? Vậy thì cái bài hôm nay, cái bài phá chấp, phá chấp, cho nên gọi là chân bất lập. Chân bất lập là chân không có cái gì để lập ra. Mà nếu nói cho đủ là trong nhà Phật có hai từ gọi là chân như đó. Hai từ gọi là chân như, thường thường các vị nói tu để trở về cái chân như á. khái niệm như vậy thôi chứ còn cái gì gọi là chân à, chân bất khả khiển như bất khả lập chứ gọi là chân thì không có cái gì tiêu khiển nó được hết mà gọi là như thì không có cái gì quyết định cho nó được hết cho nên gọi là chân bất khả khiển như bất khả lập Đây gọi là chân như thì nó có cái gì mà có thể lai động nó được chứ mà mà nó mà ra là chân là như chứ thì bây giờ bữa nay mình học chân bất khả lập vọng vốn không tại vì xưa nay mình cứ lò mò mình cứ lại nhại mình cứ cố đi tìm cái chân và mình cố gắng buông bỏ cái vọng nhưng bữa nay Học tới cái trình độ này rồi Thì Chân bất lập mà vọng nó vốn là không Không ở đây tôi nhắc trở là không không tác giả Không thực thể Không trường tồn Không cố định Vậy thì hữu vô câu khiển bất Bất không không hữu vô câu khiển bất không không là xưa nay mình có ý niệm là hữu là vô mình có ý niệm là người thì chấp có người thì chấp không bởi vì cái chấp có chấp không mà nó mới khổ đau mà nó ngày nay nó xảy ra cái chuyện mà xô xác cho tới chết rồi cái mớ tro tàn cái di ảnh mà không yên đó thưa quý huynh đệ cho nên sáng nay tôi ngồi tôi nói chuyện với ông Đạo Hữu thật ra các huynh đệ để ý nghe. Tôi nói tôi tôi cười ra tôi khà khà tôi tôi kiếm chuyện này chuyện kia tôi nói chứ thật sự ra lòng tôi nó cũng rối bời đó. Rối bời thưa các vị đừng có hiểu rằng rối bời là chuyện của ai mà mình rối bời. Mà mình thấy thương thương mà biết nói sao đây thương mà biết nói sao đây bởi vì quan có đầu nợ có chủ như tôi đã nói từ đầu quan có đầu nợ có chủ như vậy mà bây giờ huynh đệ mình tu ráng ở chỗ này học đạo rồi ráng không có chấp cái có mà cũng chấp chẳng chấp cái không thấy chưa nó không phải xảy ra ở chùa kỳ quan này đâu mà bây giờ nhờ cái vụ xảy ra vậy nè rồi nó cảnh tỉnh cho bao nhiêu chùa còn lại một là tất cả tất cả là một mà kỳ quan như vậy thì các chùa khác còn lại cũng cũng phải nên kiểm tra lại mình chứ cũng đừng có vội vã là chùa này cười chùa kia coi chừng cái xã hội bây giờ nó thanh trừng nhau hết nó thanh trừng mà hết càng nặng về của cái vật chất danh vọng tiền tài thì nó càng thanh trừng một cách ghê gớm không riêng gì xã hội chủ nghĩa mà kể cả tư bản chủ nghĩa đó các vị thấy chuẩn bị tới bầu tổng thống không? Tôi bây giờ là coi cho tôi 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 ở đây là xứ tự do mà tôi bó tay bó miệng luôn là bởi vì hỏng binh mà cũng hỏng chốc thôi chuyện của chính trị để chính trị họ lo ai làm tổng thống cũng được miễn hợp chủ quốc nó có luật pháp đàng hoàng không phải muốn làm gì làm Thành ra thôi cái đó cái phạm vi không phải của cái giới hạn của người tu phải nói Cho nên bây giờ này tôi cũng nói thật các chị là ai muốn bầu ai đã bầu Ai muốn bầu ai đã bầu Ai có quan niệm chính trị như thế nào đã quan niệm Cho nên tôi nói cái, cái cuộc đời ngày nay nó nhân quả nó lẹ lắm các hòa cà tử à Nó, nó lẹ lắm rồi cái câu mà ông bà mình ngày xưa nói mà nói mấy trăm năm, không biết bao nhiêu năm, năm năm về trước mà bây giờ thấy nó ứng ứng dụng. Đó là, là ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một dây nhãn tiền. Ngày nay quả báo lẹ lắm. Thành ra ngày nay cứ việc tạo nhân đi rồi hưởng quả mà ai mà mà tạo cái nhân mà hưởng quả sớm á là mừng sớm. <laughs> Còn mà ai mà tạo có nhân mà hưởng quả trễ thì cũng đừng có vội mừng là mình chưa hưởng quả không có đâu. Thiên võng khôi khôi vô nhi bất lậu, lưới trời lòng lộng mà mãi rong lòng không có rớt. Cái cuộc tuần hoàng ngày nay cái xã hội ngày nay cái nhân loại ngày nay vũ trụ ngày nay nó thanh trừng nhau một cách lẻ làng lắm nhân quả nó, nó nó vội vã nó trả nó trả liền để cho con người nếu ai sớm thức tỉnh là thức tỉnh còn ai không sớm thức tỉnh là coi như là tự động tự động tiếp tục và cứ tiếp tục vậy thôi cho nên tôi khuyên các các huynh đệ phật tử ráng cố gắng cái chuyện gì mà nó không liên quan tới giải thoát giác ngộ các vị phớt lờ đi cho nó khỏe tôi nhắc trở lại đây là lần thứ ba Nói như vậy không phải là mình vô tâm Không phải là mình bao che Bởi vì mình mình nói ra có khi nó không được gì Mà nó không đúng cái mục đích Không đúng đối tượng Mà nó làm cho cái nhân tâm của mình Cái 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 cái, cái trối dậy những cái phiền não Còn tôi thì tôi nhắc ra là một lần nữa Các vị đừng nói vậy Thầy nói vậy sau ngày nào thầy cũng móc cái chuyện này móc chuyện kia Các vị nên nhớ tôi lại là một cái vai trò khác Các vị nhớ cái điều đó các vị nói, đừng 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 đem so sánh các vị với tôi nó là thầy dạy người ta như vậy thầy hứa thầy thầy giảng như vậy thầy nhắc nhở như vậy mà thầy lại không thực hành không phái nếu các vị mà so sánh với tôi thì các vị mặc đầu mặc áo à, mặc áo cạo đầu như tôi làm tỳ kheo như tôi và học hành như tôi đi rồi các vị so sánh với điều đó tôi nói như vậy không nghĩa là tôi ngã mạng cống cao lẫy mình là ông thầy tu hay gì cả nhưng mà ý tôi nhắc nhở đại chúng bởi vì ở ngoài đời các vị đã mệt mỏi quá nhiều rồi nó mà đấu đá trên 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 cái sự sống mấy mươi năm nay nhất là các phật tử lớn tuổi sống hai ba bốn chế độ đó rồi bây giờ quý vị lại sống trong một cái giai đoạn mà gọi là văn minh nó 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 cao trào thời đại chấm chấm không gì đó cho nên tôi khuyên các huynh đệ là cười thôi cười thôi thấy các pháp nó nhớ đức phật dạy hay lắm nhân như vậy duyên như vậy thể vậy tướng vậy tác như vậy tánh vậy rồi quả báo nó như vậy là nó như vậy quả báo nó như vậy là nó như vậy có những người nó còn tạo những cái 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 cái, cái tội lỗi tại trời nhưng mà nó phay phay là tại vì tôi nhắc nhở là phước nó còn cái phước còn cho nên nó che lấp nhưng mà các vị đừng có tưởng đâu là nó không trả quả. Còn có người làm những cái điều nó không đến đổi nào. Nhưng mà tại sao nó làm như là sống dò gió dập. Là tại vì người ta trả cái quả sớm để người ta hưởng cái phước của người ta tu tập. Cái công đức tu hành. Nếu mỗi vị có hướng tới cái con đường giải thoát giác ngộ. Cho nên cuộc đời các vị thấy ngủ đêm sáng ngày nó xảy ra không biết bao nhiêu chuyện mà nếu như các vị mà chạy theo nữa thì thôi các vị không có tâm các chị không có lúc nào an cho nên tôi phiên các huynh đệ đừng dạy đừng dạy thậm chí lớn tuổi rồi không cần coi phim coi ảnh gì không cần thức khuya làm gì không cần đọc tiểu thuyết làm gì cứ việc như tôi nói là khoe phay nhìn qua rơi lá rụng chim kêu dưỡng hữu nhổ cỏ trồng rau vui thú điềm viên mặt tên xã hội đua bơi dòng đời nghiệt ngã con người đấu đá mình cứ cười chơi vậy thôi mình cười chơi còn mà nếu mình nhúng tay vào thì coi như mình mình rối bời cái tâm thức của mình thì tôi nói vậy huynh đệ nào thích thì thì quan hỷ bằng lòng làm theo còn không thích thì các vị đâu thầy nói vậy sai rồi để con nhào vô con cứu chúa thì cứ nhào vô cứu đi <laughs> cứ nhào vô xa trường tùy à cuộc đời bây giờ tôi nói thiệt vậy à À, ai muốn gì cũng được hết trơn á muốn gì cũng được nếu còn anh hùng còn hăng báo thì cứ mạnh dạng bước ra thế sự chuyện gì cũng chen vào còn cảm thấy mệt mỏi cảm thấy phù hư cảm thấy mộng huyễn bào ảnh thì thôi cứ nhìn đời cười thôi hoa nở thì nó tàn xuân thì nó trăm hoa nó nở xuân thì muôn 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 sắc muôn màu hạ thì sen ngát hương thu thì cúc nở đông thì lạnh giá lá rụng vậy thôi xuân thì đâm chồi nảy lọc cuộc đời nó như thế thì đừng hỏi tại sao vì sao <laughs> nhớ vậy đó đừng hỏi tại sao vì sao có thể trong này những vị đang nghe tôi giảng thì có nhiều vị lớn tuổi hơn tôi, đáng tuổi cha mẹ của tôi ngoài đời các vị thử rờ trên máy đầu của mình coi từ khi mình biết đưa cái tay mình rờ trên cái máy đầu này cho tới bây giờ mình vẫn ráng đỡ cái tay lên để mình gãi cái đầu này. Các vị coi coi nó có thay đổi gì không? Còn tôi thì sáng nào tôi cũng rờ đầu. Đức Phật có dạy mà nhữ đẳng tỳ kheo đương tự ma đầu. Cho nên cứ này các tỳ kheo, hả cứ sáng là phải tự rờ cái đầu sáng nào tôi dậy tôi cũng rà cái đầu có thấy cái đầu mình bữa nay nó còn như thế này mình mừng còn như thế này là mình biết mình cũng còn điều thời nay thì cạo đầu cho nó mát thiếu gì nhưng mà tại vì mình cạo đầu là không phải vì mục đích cho nó mát mà vì mình có một mục đích là 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 gọi là thế trừ tu phát đương nguyện chúng sanh viễn ly phiền não cứu cánh tịch diệt là bằng con cạo cái 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 đầu tóc này nè để mà con cầu cho chúng sanh chúng sanh đây là chúng sanh trong lòng của mình để viễn ly phiền não để xa rời mọi thứ phiền não mà phiền não thì nó không ngoài tham sân si mạng nghi giả dạ, kiến để cứu cánh tịch diệt con được tới con đường cứu cánh là con đạt tới cái chỗ tịch diệt tịch diệt là vấn lặng tịch là diệt là niết bàn nê hoàng hay là bất sanh vân vân thành ra tôi nhắc nhở các quân đệ đây là nhắc đi nhắc lại bữa nay nhắc tới nhắc lui vậy để cho các vị vô sao cũng nghe tôi nhắc như vậy hữu vô câu khiển bất không không Vậy thì ý niệm có không nên bỏ khỏi nơi lòng. Câu khiển là mình không có. Mình không có cộng vào để mình điều khiển đó. Câu câu là cộng đó. Mình, mình 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 chấp. Mình chấp cái gọi là 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 uh, chấp có cho nên mình sẽ bị tiêu khiển vì cái có. Chấp không cho nên mình tiêu khiển vì cái không mình phải nặng đầu nặng ốc ra để mà tranh luận nào có nào không bây giờ thôi cuộc đời này sống trung đạo đi sống trung đạo đi có thì có được bao lâu cho nên tổ thiên thai nói là thân tứ đại ngày nay ngày hôm nay có ngày mai chưa chắc có sống cõi đời phất phược vậy sống được bao lâu bao lâu tuổi nhân hồi ba ba yếu số sống tám trăm bành tổ thọ trường xanh mài với tóc bạc xương rồi chung quy rồi cũng một đường hoàng không à Trung Quy cũng một đường hoàng không mà Không đây là không không tồn tại Thế thì mình bằng lòng với cái mà mình gọi là có vậy thì có có vậy đi Mà cũng đừng ôm cái có đó mà chấp là có Mà mình đang hiện tại đang cái gọi là có mà mình cũng đừng có vội vã Mà mình mơ tưởng tầm bậy tầm bạ học cái giáo lý tà thuyết cho nó lại là không mà nếu chấp có thì 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 có bực bao lâu mà nói không thì không cái gì à nếu mà mà quan niệm bỏ có để trở về không mà không hiểu không là gì thì cũng như khác nào đâm đầu à, xuống nước để trốn lửa thì cái nào cũng chết hết cái nào cũng chết hết rồi học đạo Phật mà học thiệt vậy nó lý tưởng vậy đó, huynh đệ các phật tử ráng đi các phật tử đừng nói là tôi con già cũng học không nổi đâu có gì khó đâu Phật không nổi nội nhiêu nay nhớ có và không mình đừng chấp cái gì cái phải nhất cả bởi vì vậy cho nên lý bất nhã đức phật đó là sắc tức thì không không tức thì thì sắc sắc bất dĩ không không bất dĩ sắc sắc tức thì không không tức thì sắc không phải phật ba phải đâu mà đương nhiên nó là như vậy Chân lý nó là như vậy Đó Đạo Phật siêu đẳng Vậy đó mới gọi Đạo Phật Sao như Đạo Phật chấp có Cho nên đi gọi cái hũ cốt kia Mình nó khổ đau vậy đó ừ. hả Nên nó bây giờ trò nói cho chư huynh đệ chư Phật tử giờ dày nè Thôi giờ giải quyết như vậy nè Nói vậy là bây giờ các vị hỏi chứ thầy nói vậy là thầy biểu tụi tôi giải quyết bằng cách nào Bây giờ cái hay nhất là khi mình còn tải tiền như vậy nè Mình sống sống cho nó an Gọi là tâm an thì mau ốc ổn Tâm mình an thì mau ốc mình nó nó ổn định Còn còn tâm bất an thì mình lo ngợi nghĩ đủ thứ Thì bây giờ mình sống sao mình cho an khi mà mình còn còn thân và tâm như thế này nó còn cùng sinh hoạt như thế này thì mình cố gắng mình làm tất cả mọi việc lành, nghĩ tất cả mọi điều lành, nói những điều tốt lành. Rồi một khi mà cái hình hài này nó thở ra mà nó không hít vào, thân tâm nó rời rạc thì thôi thứ đại này bỏ đi, bỏ bỏ. Nếu như các vị mà lỡ mà sanh ra mà có cái gia đình dòng tộc mà điền chủ hay là à, gia đình mà coi như đất điền cò bay thẳng cánh cò bay gãy cánh gì đó à, có cái mồ mã có cái có cái nơi gọi là dòng nghĩa địa của dòng tộc á thì thôi nói là con ơi má cũng lớn tuổi rồi ham ba lớn tuổi rồi có chết thì đem ba chôn chung với đất ông bà dùi xuống đó làm cái nấm mồ để đó năm mà có rảnh thì về thăm ba má thăm mồ một lần cũng được đừng đừng chấp nhất gì mà thanh minh tảo mộ rồi rồi tết quét mộ gì hết đó. còn nó không rảnh thì cũng sao nằm chung đất dòng tộc không người này thì cũng người kia đó là nói về cái dòng tộc còn nếu không có thì bây giờ phải trăn trối với con nói bây giờ ba chết rồi má chết rồi bây giờ mà nếu đem chôn với gốc cây thì xã hội ta không chấp nhận thì thôi thì bây giờ cũng thuận theo dòng đời Đem đi thiêu Thiêu xong rồi các con cứ diệt rinh cốt Rinh hình ba các con có nhớ thương Có thương ba thương mẹ gì đó Cứ để ở nhà Ba mẹ không có cái hồn nào mà về mà bắt con bắt cái hết để ở nhà Rồi cúng phát cho ba theo như để tránh cái cho bà con người ta đừng có quở đó Thì cứ đúng 49 ngày Cao nhất là 100 ngày sau chứ không được để giáp năm rồi con cứ lén lén Lấy hũ cốt á, ra sau vườn á, Rồi con coi cái gốc cây nào Mà ngày xưa Mà ba trồng để kỷ niệm cho tụi con á. Con đào miếng đất Rồi con rải 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 đó Vậy đi Đừng có dặn con dặn cháu Là phải đem vô chùa này Đem vô chùa kia đem vô chùa nọ Để rồi vô tình bây giờ con cháu nó tạo tội thế chưa Làm không được như ý Rồi mình con cháu nó vì mình à nó vì mình vì mình nó khó chịu chứ đó đó là gì thật sự mà chứ không tôi không tôi không có nói là tôi học có rầy ra các vị khó chịu đó đó vì mình mà mà tội nghiệp cho con cháu cho nên các vị thương con thương cháu thương anh thương em thương bà con thương người thân là các vị phải sắp xếp cái chuyện bỏ cái tấm thân này cho nó an lạc cho người thân càng không có cần gửi hình vô chùa trời ơi các vị ơi các vị không có ngồi trên cái hình đó mà các vị chờ một năm các vị ăn một lần đâu không có cần trời ơi mình mình chết là nếu như mình chưa tới cái số mình chưa tới hết phần phước mình chưa tới lỡ mình có chết qua cái đất thì cũng tới ngày tới giờ mình cũng đi hà còn nếu như mình sống bây giờ tôi nói các huynh đệ tôi nói thật lòng nếu ai mà sống hơn 60 tuổi rồi thì không có cái chuyện gì mà khỏi gọi là quan là ức là chưa tới số hết trơn á hà cứ 60 trở lên là chết là thiêu chết là chôn không cần coi ngày không cần coi giờ không cần cái gì hết trơn á sáu 60 trở lên là theo ông bà mình xưa nay, dân tộc Việt Nam mình xưa nay là 60 là hưởng thọ. Thì cứ chết là chôn. Chết là thiêu. Không cần để hình, để cốt ở đâu hết trơn là nó yên ổn nhất. Nó không có rối ren gì hết trơn hết trời. Các vị biết con người càng lúc càng xanh nó đông. Mà sanh đa đông thì tử nó đông mà nếu các vị mà chơi các vị mà đi 10 chùa và các vị chết rồi các vị biểu con các vị là phải gửi hình má 10 chùa trời ơi nó cực cho con cho cháu không. Đài đỏ con cháu không? Rồi mình leo lên bàn thờ đó mình ngồi được cái gì tin đó. Không có được cái gì hết. Tôi nói thành thật. Tôi nói đây nếu ai thương, ai quan hỷ thì bằng lòng nghe như vậy. Nếu các vị mà không có siêu thoát được Các vị cứ về dặn họng tôi nè Nói là thầy nói bậy Bây giờ thầy thầy không cho con tôi Nó để cốt tôi Nó không để tôi vô chùa Bây giờ tôi tôi ở ngoài đường tôi dắt dưỡng Tôi về tôi kiếm thầy nè Tôi dám nói mạnh bạo vậy đó Ráng đi các vị mình sanh ra cuộc đời này mình quá nhiều cái đau khổ rồi gọi là đau khổ từ khi nằm ở trong thai mẹ 9 tháng 10 ngày mẹ mình cũng đau khổ vì mình cha mình cũng lo lắng vì mình rồi mình mình ở trong đó mình cũng đau khổ vậy rồi bây giờ mình sanh ra đời thập tử nhất sinh cho người mẹ rồi rồi sanh ra đời ba năm bú mớm bò bóc ăn tầm bậy tầm bạ không biết thơm thúi thậm chí bóc phân bóc cứ gà mà ăn là mình thấy là mình là là đau khổ rồi cho tới mình đi chập chững cho tới mình tới tới trường học rồi tới mình lớn lên mình yêu thương mình 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 thương yêu có ai mà tự nhiên sinh ra đời lớn lên cái yêu liền lần cái đậu đâu nó thành đâu không có trời phật ơi nó phải bao nhiêu lần đau khổ vì yêu mà nhất là các vị phật tử mà trên tuổi 60 thì coi như là thời chiến tranh rồi cái nạn phong kiến rồi cái nạn gọi là môn đương hậu đói nó bao nhiêu khao khổ rồi trời ơi thì giờ cái thân này còn gì nữa mà các huynh đệ phải trăn trối rằng chết phải để 10 chùa phải đi gửi hình gửi ảnh chi trời ơi phải phải mau 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 mình hiểu đạo là vậy đó mình phải vãn lai tâm giới chi tăng sức một vị tha tắc tắc. thậm chí mình thương con cháu đó thì nó tôi bay thương cha thương mẹ cây cội nước nguồn con dỗ cha mẹ mười lần thôi mười dỗ thôi không có vô nhiều tôi nói bằng chứng như thầy tôi đây sư phụ tôi đây tôi nói thật các vị giảng pháp cỡ như tôi thì làm sao không tình không 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 đạo thầy trò nhưng mà hai ba năm tan chế là tôi cúng kiến đàng hoàng rồi đó dỗ hai cái lễ dỗ nữa là thôi cứ mỗi năm tới ngày dỗ của thầy tôi nhớ cái ngày 21 tháng 2 sau cái ngày ngày 19 tháng 2 hai ngày tôi nhớ hồi xưa thầy tôi bị đau bao tử thầy tôi không ăn gì được chỉ thầy tôi thích ăn mì căng bị hồi đó ở quê mà mì căng ở tại chợ trà vinh gửi về Nhớ với Phật tử mua gửi bằng xe đò về Cái thầy bảo tôi ra chợ Ra xe đò lấy mì căng Rồi thầy tôi mừng lắm Cái thầy tôi chế miếng dầu ở xe mì căng Mầm mà mà chút xả Rồi cái thầy tôi uh, xào ăn Rồi đi ra hái canh lá bù ngót Lá bình bát Bình bát dây á Chứ không phải bình bát mà bình bát trái ăn Rồi uh, rau trại rồi kim thất mồng tơ đồ cái thầy tôi ăn ngon thành ra cứ mỗi năm về tới ngày 21 tháng 2 tôi cũng phải ráng tôi làm hai món đó tôi cúng thầy tôi mà nói cho thầy có ăn đâu dọn lên ngồi nhớ hình ảnh nhớ cây có cội nước có nguồn nhớ thầy mình ngày xưa vì bệnh đau bao tử đó rồi á hả tới cái cái ngày mà mà mỗi lần tôi mà tôi ăn mít kho đó là tôi lén tôi giống như tôi lén tôi không cho không bưng trước cái ảnh thầy của thầy tôi bởi vì hồi đó thầy tôi ổng rầy bởi vì chung quanh chùa thì trồng mít mà tôi phái ăn mít mít kho rồi cứ lén lén ngày hai mấy trái mít nó cái trái mít cái mít nào mà nó một một hoài nó ba bốn trái cái lén lén hai trái nhỏ nhất vậy kho thầy tôi nói ăn năm có chắc ăn nó đâu có chắc gì đâu mà ăn hoài ăn đó nó không có chắc ăn thêm nó mập <laughs> vậy đó, mà nó mập tới ngần đó thành ra bây giờ gì cái mình thích ăn ít kho thành ra hả mỗi lần ăn giống như ăn lén thầy giàu không có thầy nhưng mà tôi vẫn noi gương cái trí của thầy nhớ thầy tôi ngày xưa cứ nói là thầy tôi là nghèo chùa quê mà thầy tôi có hai cái cục vàng mà không ai có được Bởi vì thầy tôi có hai đứa đệ tử thôi hai cái cục vàng mà 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 coi chừng không ai không ai có được thầy tôi không cần cái gì hết trơn ở nhà quê mấy chục năm trường mà có hai đệ tử thầy tôi nói là xứng đáng à cứ nhớ những cái lời một thầy chân chánh vậy còn cái cái bản thân của thầy tôi trước khi đi tu có gia đình hay là cái chuyện gì tôi không khe mà tôi chỉ biết rằng thầy tôi dạy cho tôi thầy tôi làm những hành động mà tôi kính phục được và tôi tìm cái gì hay cái lời nào hay của thầy tôi nói cái hành động nào hay của thầy tôi làm gọi là phụ tại quan kỳ trí phụ một quan kỳ hạnh mà tôi đi đâu tôi cũng có hình ảnh thầy tôi vậy thôi thành ra các phật tử cũng vậy hãy nhớ cuộc đời khi mình sống mình sống sao cho phải đạo mình sống sao cho nó an vui nó hạnh phúc còn một khi chết mình cũng phải cố gắng đừng làm khổ cháu con cho nên nó đau lòng cái vụ mà hủ cốt cái vụ mà kia tôi nói vậy chứ bên mặt tôi cười vậy chứ bên trong tôi nát lùa ruột tan lòng thế bây giờ thầy trò gì giống như cá mè một lứa chửi với nhau rồi bây giờ nói là sao bây giờ nhân như vậy duyên vậy quả vậy báo vậy như vậy rồi như vậy rồi mình đã ráng học cái bài này các quỷ ráng học bài này tôi nói vòng vòng chứ nãy vô đề rồi đó chân bất lập vọng bổn không hữu vô câu khiển bất không không thập lục không môn nguyên bất trước nhất tánh như lai thể tự đồng thập lục không môn là có 16 cái không 16 cái không mà mà mình không được chấp trước không được chấp 16 cái không biết rằng phân tích kỹ ra nó có 16 thứ không Đó, 16 thứ không Mười sáu thứ không nè. Nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, bổn tính không, tự tính không, nhất pháp không, vô tính không, vô tính, tự tánh không. Đó, mười sáu thứ không. Mà mình biết vậy mà mình không có được chấp trước. 16 cái không 16 cái không Nguyên chấp trước Là đừng có bận tâm chấp mắt Nhất tánh như lai Thể tự đồng Nhất tánh như lai Thể tự động Hay quá hay 16 cái không Không chấp mắt Hết giờ chưa cả Nhất tánh như lai Thể tự đồng vì vậy Bây giờ đọc cái bài luận giải trên đoạn này nghỉ ha Còn 10 phút nữa Ai cũng cần cầu tìm chân như nào đó để hướng về Hy vọng là chân như bất hoại Không bao giờ có thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt à nói tới đây thì phải phải dẫn đến cái lời của phật dạy ai cũng tìm chân như là cho là chân như bất hoại nhưng mà không bao giờ có vì đức phật đã khẳng định rồi thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt đức phật thích ca hoàn toàn xa lìa cái tánh chấp ngã chấp nhân chấp chúng sanh chấp thọ giả chúng sanh thì chấp ta chấp người chấp chúng ta chấp chúng nó chấp màu da chấp chủng tộc chấp văn hóa nên phải chịu mua ngàn cái thứ đau khổ à. phật nhìn chúng sanh bằng từ nhãn bằng tâm bình đẳng nên phật thấy bản thể chung cùng nhân loại do có địa do địa dư đất nước mà phân biệt châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi Màu da đen, màu da vàng, màu da trắng Nhưng Dầu da gì, châu gì Mà đã là con người Thì phải tim, gan, thận, ngũ tạng, lục phủ Vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét Đều như nhau Đó là cái nhìn của Đạo Phật Cái nhìn của Đức Phật vậy đó Cái nhìn của mình là mình nhìn đâu Mình cũng chấp hết đó Chấp đó, anh đó là người Người, người người Campuchia đó chứ phải người Việt mình nào là thấy nó chấp rồi à, ông đó là người 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 à, lỗ mũi lỏ đó là thấy chấp rồi à, anh đó cái bà đó là người chàm đó à, chấp rồi Ồ oh, thì nếu như mình có học Phật rồi đó là con người Đó thì giàu da đen da trắng da vàng giàu châu Âu châu Á châu Phi châu Mỹ nhưng đã là con người thì tim gan thận ngũ tạng lục phủ vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét đều như nhau như lai được cái quả vô thượng bồ đề là tại vì ngài sống bằng cái tâm bình đẳng thị chư pháp bình đẳng vô hữu cao hạ thị danh a nậu đa la tam miệu tam bồ đề đó nghĩa là các pháp đều bình đẳng không có cao thấp cho nên gọi là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề đó. vậy như lai như lai có cái gì gọi là 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 quyền bí đâu đạo phật không có gì gọi là dấu diếm đâu à, cho nên tôi nói hôm qua hôm kia gì tôi có kể câu chuyện đó hình như học pháp bảo đàn hả à, thiền à, thiền sư niết bàn thiền sư niết bàn sáng hôm đó kêu này các đồ đệ các ông nên bữa nay ráng ra cuốc cho rồi cái mảnh ruộng đó đi trưa nay à, sau khi làm việc xong ta sẽ nói pháp đại thừa liễu nghĩa cho mà nghe thế thì ai cũng mừng nữa trời ơi, từ bấy lâu nay ở với hòa thượng tối ngày cứ làm việc rồi tới giờ ăn cơm mà tới giờ tụng kinh rồi tới giờ ngồi thiền tới giờ lễ bái bữa nay được hòa thượng hứa sẽ giảng cái pháp liễu nghĩa cho mà nghe cái pháp gọi là mau thành phật á thì các thầy mừng lắm các vị mà cầu mau thành phật mừng lắm lo làm làm riết tới trưa xong ở trơn tắm rửa sạch sẽ để nghe pháp liễu nghĩa các đồ đệ mới bập bạch hòa thượng bạch tổ xin tổ dạy cho tụi con tổ có hứa sáng cái ngày mặc cái tay áo rộng ngày đứng ngày gian ra về đó là pháp đó bởi vì cái pháp đó mênh mông các ông không chịu dòm chứ ta có dấu gì các ông đâu ta có dấu gì đâu không có gì hết á cho nên thị chư pháp bình đẳng vô hữu cao hạ cho nên thị danh a nậu đa la tâm hiểu tam bồ đề Trời ơi học mới này nó đã quá các gì ơi Mà tôi biết nó đã chứ không mấy người nghe nổi hết Bởi vì gì, gì nó chân 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 lý cho nên nghe không nổi Cho nên là chiều nay đạo hữu có đạo hữu đó tôi nói thầy Bây giờ bữa nào thầy đổi đổi ghề đi <laughs> Đổi cách giảng đi hồi đổi cái gì Thầy giảng cái gì mà nó dính tới ma tới quỷ đó cái Thầy cho mấy anh em tụi con đăng trên các cái youtuber Trời đó cơ họ vô họ nghe nồm nốp, nồm nóp nồm nóp nồm nóp họ vô nghe ngang 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 người thầy tôi nói tôi làm gì không có được thế giới nào có cái thế giới đó chứ mắc dịch gì mình thế giới loài người mình không nói cái chuyện của con người mà mình nói cái chuyện ma chuyện quỷ làm gì tôi không khẳng định là có hay không có có chứ nhưng mà hôm nay nó sống chứ tự nhiên mình loài người mình không đi giải quyết cái chuyện con người mà mình đi nói chuyện ở đâu á. Trời Phật ơi vậy mà chúng sanh ngày nay nó nghe nó cái vụ ma quỷ rồi nó nghe nó nghe ngang 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 người. Nam mô Phật, mô Phật. Bởi vì khó quá, khó quá. Nên tội nghiệp mấy anh em nói thầy bữa nào thầy ráng đi Thầy ráng thầy cứ nói thầy kiếm chuyện ma chuyện quỷ Thầy nói tới giùm tụi con cái là coi như thầy nói thời gian cái thầy thâu trở lại tụi nó không được thả nó ra sao thâu lại được <laughs> đưa người ta tới con đường mê tín dị đo bắt đầu người ta tưởng tượng có ma có quỷ xung quanh không ta cứ tưởng tượng là trên có có có, có thần linh dưới có thổ địa hai bên có long à, 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 hai bên dây giác rồi thành ra cuối cùng ta cắt cái nhà ta thờ khúng 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 ở mỹ không có nghe ở mỹ mà thờ tầm mỹ nó cháy nhà là đâu có đền ở việt nam đó, các cái nhà như các cái nhà ở giữa phật bên thì nam Cực tiên ông bên thì diêu trì địa mẫu bên thì chỗ lê sơn thánh mẫu chỗ thì thái thượng lão quân ở dưới ngọc hoàng thượng đế ở dưới thần tài thổ địa ở ngoài sân là ông thiên ở dưới sao biếp là ông táo Trời ơi rồi dưới có chỗ thờ ông Tà nữa Trời ơi các cái nhà thần thánh ở hết trơn trời <laughs> Các cái nhà cho người ở mà vô tình làm thần thánh ở Cho nên có tội nghiệp có những cái nhà đó Chìa mà đốt nhang đó, đốt một lần 12 cây nhang là cầm mỗi bàn thờ có một cây, một cây thôi mà đốt 12 cây nhang Tôi từng chứng kiến cái nhà đó. Còn nếu mà đồ mỗi bàn thờ ba cây thì cứ 12 vậy nhân 3 là, 36 cây nha. Mà tôi hỏi các vị ngày xưa thì nó còn ta còn trồng gòn á, trồng cái gòn á, để, để cái bông gòn á, gòn nhiều người ta còn sai người ta rằng xe nhang. Bây giờ có ai mà lấy gòn xe nhang đâu? Lấy một cưa với lấy quá chất tẩm vô xe nhang. Nếu bây giờ mà chơi cái nhà kính mà đốt đốt một lần 12 cây nhang thì coi như là nguyên cái gia đình đó là có cái gen di truyền ung thư hết. Các chị thấy không? Cho nên là vậy bây giờ chúng ta nên nên có những cái đời thay đổi cũng phải tùy duyên mà thay đổi. Mà làm sao mình thay đổi để mình mở mang trí tuệ? Nhưng mà sao cái cuộc đời nó thay đổi nó văn minh mà 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 chúng sinh thì lại nó mê tính. tôi không hiểu nổi, tôi không hiểu nổi cái gì mà cũng tin hết trơn đi ra đường rồi trước khi đi thì có nhiều bà phải rải gạo muối làm cho cô hồn qua đừng có đeo sáng mở quán thì phải đốt phong long trời phật ơi cháy đâu ta hồi xưa mặc quần ống rộng rinh về nó còn cháy chứ bây giờ cái mặt quần nó ống bó sát vậy mà mặc toàn là quần jean không thì sao cháy phong long được trời Trời ơi, Phật ơi, nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ tôi nói thật xài càng văn minh thì con người lại càng mê tín Nó khổ vậy đó mà mà nói về không mấy người nghe. <laughs> tôi biết tôi nói về không mấy người nghe hết á. Nghe hồi là là ngán hết trơn. Trời đoạn, thầy nói vậy thầy không tin ai hết trơn. Nó khổ vậy đó. Phật nhìn giảng pháp bình đẳng không có cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào đáng thương hay đáng ghét quả bồ đề là quả cao nhất mà như lai còn phủ nhận vậy thì có cái nào hơn mà gọi là chân à. ta sống đúng chân lý thì không có đau khổ chỗ nào cũng vậy khi chúng ta có khinh an tự tại mọi vấn đề thuộc bộ não thảnh thơi là có an lạc mọi vấn đề là do bộ não quyết định bộ não thảnh thơi là có an lạc vì vậy thiền sư khuyên ta chân bất lập ta có chân như ngay nơi thiểu dục tri túc nếu mà ta có cái cái sự an lạc ngay nơi ta ít muốn và biết đủ ít muốn biết đủ như thí dụ như tôi cũng không tôi không giấu các vị tôi bữa nay là, ba tay bốn tay gì rồi 15 tay là kết thúc cái chương trình mà tôi kêu gọi từ thiện thì Tôi thấy tôi không dám gỡ những cái tin này cho các Phật tử ở Việt Nam. Mà có có một vài Phật tử nói thầy ơi cho con đóng góp một chút được không thầy? Cho con đóng góp 300 ngàn. Có người thầy ơi cho con xin đóng góp 500 ngàn thầy có được không? Tôi nói dạ được chứ. Không đóng góp tùy hỷ vẫn được thưa các vị. Tôi xét lại dữ lắm ở Mỹ thì có nhiều vị đi làm nó, nó cái mùa dịch á giàu thất nghiệp nhưng mà cũng lãnh được cái tiền thất nghiệp và được tiền chính phủ cho như tôi vậy thôi sơ sơ vậy tôi cũng được cho hai lần thậm chí ba lần rồi nếu như mà tôi xin tiền thất nghiệp được thêm mấy ngàn đồng rồi hoặc là tôi vay tiền là bây giờ tôi để muốn sửa sang gì cũng được nhưng mà tôi không làm cái điều đó thật sự tôi không 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 làm đến đổi vậy nó ngày tôi không còn ai làm vậy làm tôi không có chơi bai nha ý tôi nói vậy đó tại vì có một thân một mình tôi chỉ được coi như hai lần ai sao tôi vậy có nghĩa là hai lần chính phủ cho thì tôi vẫn nhận đàng hoàng nhận để đóng thuế thật sự nó năm nay tôi đóng thuế tới một sáu trăm lẻ đồng cái mùa dịch này cái kéo dài ra cái thành ra một đồng rồi bởi vì nó tính tiền lời, ở Mỹ không là không có lợi chính phủ đâu. Từ 1607 sáu đồng thay vì tháng 4 đóng, không đóng, vì mùa dịch mình đóng trễ bây giờ nó lên mười mấy đồng, hai mấy đồng tiền lời chứ, ờ à, gần 20 đồng tiền lời. Bởi vì một sáu là bảy đồng mà bây giờ 1626 sáu trăm hai đồng. Thì trở lại như các vị ở Mỹ, các vị ở các nước tư bản phụ tôi được tôi quan hỷ đàng hoàng nhưng mà tôi thương các vị ở Việt Nam thấy các vị nói câu đó, đó tôi suy nghĩ nát cái đầu tôi đó. nát đầu là gì là tôi thương tội nghiệp đâu có khả năng mùa dịch bệnh đủ thứ khó khăn thành ra tôi nói các vị đừng có ngại đừng bao giờ ngại những cái chuyện như vậy bây giờ tôi cũng xin thông báo với quý vị ai cho tiền bao nhiêu ai ghi danh nó con phụ với thầy bao nhiêu là tôi ghi danh sách gửi về cho đạo hữu và một vị thầy bên việt nam tức khắc tôi chưa nhận tiền tôi cũng ghi liền bây giờ tôi nhiều việc tôi sợ tôi quên mang tội và cũng thông báo cho các vị tới ngày nay là cái số mà tôi dự tính đó là coi như là từ đủ cho tới dư cái này tôi nói thành thật Tôi dự tính là biếu vài chục em thôi nhưng mà bây giờ gần một được gần được 100 phần là tôi vui rồi. Tôi vui rồi trong cái mùa dịch bệnh này. Mà được như vậy là tôi vui rồi, tôi không mong cầu gì hết. Thành ra bây giờ tôi muốn ngày mai tôi tổng kết để tôi hoàn tất cái chuyện này cho rồi. Nhưng mà lỡ hứa tới ngày 15 tây. Thì tôi phải để tới ngày đó đúng như cái lời mình hứa Chứ tôi cũng muốn xong càng sớm cho nó rồi Tôi nói chân thành các vị không đụng vô một đồng Vừa vất Phật tử nó à thầy Con cho con đóng góp như đó là tôi bấm danh sách Gửi về liền tới khác tôi sợ tôi quên Rồi cuối cùng tổng kết lại ai gửi thẳng về bên đó được Thì gửi giùm tôi Không gửi được chuyển qua tôi Và chuyển vô băng tôi nói cho cái chỗ gửi tiền về Việt Nam rồi chỗ đó họ cũng nói rằng nếu làm từ thiện con xin cúng dường cái tiền cước tôi quan hỷ liền cho nên tôi nói cho huynh đệ mình làm bằng cái lương tâm lương tri của mình các phật tử không có điều kiện cứ quan hỷ tùy hỷ đừng ngượng ngùng tùy hỷ có nghĩa là vui theo quan hỷ theo chứ không phải tùy hỷ là phải chạy kiếm tiền quá tùy chứ tùy hỷ là theo cái sự vui đó thì được cái phước như nhau chúng ta tu phải chúng ta học đạo rõ ràng là như vậy mình làm không được người ta làm mình tùy hỷ mình không có khả năng người ta có khả năng mình vui lòng với cái việc làm của người ta tốt lành tránh cơ hiểm tránh ganh tị tránh mặc cảm là điều có phước báo hết. Như vậy, khinh an tự tại mọi vấn đề thuộc cái bộ não thảnh thôi là có an lạc. Thôi, quá giờ rồi, tạm ngưng tại đây. Chiều mai, giờ này là sáng mai ở Việt Nam cũng cũng là 6 giờ sáng. vấn đề chúng ta học tiếp. Giờ này là 8 giờ, gần 8 giờ 10 phút tối của thủ đô Hoa Kỳ rồi quá giờ rồi thôi chào các vị tại đây nha chúc tất cả các vị ngày nghỉ cuối tuần thân tâm thường an lạc nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật